Vâng, và xin chào tất cả quý đối tác của công ty tập đoàn Meeyland. Cảm ơn quý anh chị đã đến với kênh đầu tư online 4.0 của em Khôn ngày hôm nay. Hôm nay thì em xin chia sẻ cùng quý anh chị với các bạn cái cách mà để chúng ta chuyển cái điểm may sang giao dịch như thế nào anh chị nhé. Vâng, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập cái ID của chúng ta vào. Sau khi đăng nhập cái ID vào thì và mật khẩu thì chúng ta bấm vào đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào trong ID rồi thì chúng ta sẽ bấm vào phần menu hay còn gọi là phần ba gạch nhé. Khi chúng ta đã vào đây rồi thì chúng ta sẽ vào cái phần là mua bán may. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần là chuyển may sang giao dịch đấy ạ. Đây. Giả sử như trong cái ID này thì nó sẽ có cái số điểm may như thế này. Đó. Và hiện tại thì đang cho chúng ta là chuyển 30%. Cái tổng này. Đó thì nó rất cụ thể ra ở đây luôn là 9.392 may đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bấm cái số lượng cần chuyển vào đây. Đây em sẽ chuyển bằng 10 may để làm demo nhé. Sau khi chúng ta đăng nhập vào đây thì chúng ta sẽ bấm vào xác nhận. Sau khi bấm vào xác nhận thì nó đã báo thành công là bạn xác nhận gửi 10 may sang ví qua giao dịch qua email. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào email để chúng ta xác nhận cái giao dịch này. Sau khi trở vào trong email thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo như thế này là xác nhận qua Apple Pay hoặc là ID Mainvest đúng không ạ? Vậy thì vừa rồi thì chúng ta đăng nhập vào cái gì thì chúng ta sẽ xác nhận qua cái đấy. Thì vừa rồi thì em Khôn đăng nhập vào trong trên cái trang Apple Pay thì em Khôn để xác nhận. Vâng, sau khi click vào trong cái đường là Apple Pay vừa rồi thì em đã chuyển được thành công 10 may thành công vào và quay trở lại để kiểm tra. Vâng, đây thì quý vị anh chị đã thấy được cái 10 may của em đã xác nhận vào đây rồi đúng không ạ? Đã được chuyển qua đây. Đó. Và đây là cái phần lịch sử để chúng ta có thể kiểm tra được là những cái lần mình giao dịch như thế này và mình chuyển qua. Đó. Tên ID, số điểm may chuyển. Đấy, và các cái ngày tháng có rất cụ thể. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã xem cái video này của em Khôn. Và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn ạ.